Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hot Bóng Đá TV. Chúng tôi rất vinh dự khi là nơi cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, nhanh nhất, chính xác nhất về bóng đá trong nước và quốc tế. Rất mong được sự quan tâm và yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về bóng đá nóng bỏng nhất. Việt Nam sở hữu đặc điểm độc nhất tại AFF Cup 2022. Thái Lan ra quân thắng lợi nhưng chưa trọn vẹn hay Messi có thể thi đấu World Cup 2026 là những tin bóng đá đáng chú ý hôm nay, ngày 21 tháng 12. Việt Nam độc nhất tại AFF Cup. Vào tối ngày 20 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022 với hai cái tên bị loại là Hải Huy và Quách Văn Khang. Như vậy, Việt Nam của chúng ta trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á không có bất kỳ cầu thủ nào U23 dự AFF Cup năm nay. Điều này càng cho thấy tham vọng của chiến binh sao vàng tại giải đấu năm nay. Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2022 gặp chủ nhà Lào vào 19:30 ngày hôm nay, ngày 21 tháng 12. AFC nhận định Việt Nam sáng cửa vô địch AFF Cup 2022. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC mới đây đã có bài nhận định về giải đấu số 1 khu vực DN đang diễn ra là AFF Cup 2022. Ở đó, AFC đánh giá cao Việt Nam về với tư cách ứng cử viên cho ngôi vương. Việt Nam là ứng cử viên vô địch 2022 nhưng sẽ gặp phải nhiều thách thức lớn. Trong đó, AFC cho rằng cuộc đua vô địch năm nay sẽ chủ yếu xoay quanh 4 đội bóng lớn nhất khu vực là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đội bóng áo đỏ được đánh giá cao bởi lực lượng mạnh trong khi các đối thủ còn thiếu vắng nhiều cái tên chủ chốt. Việt Nam là đội DN duy nhất nói không với cầu thủ U23 tại AFF Cup. Tối muộn ngày 20 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Hai cái tên bị loại là Hải Huy và Quách Văn Khang. Cả hai hiện tại đều đang có mặt tại Lào và tập cùng với toàn đội. Với danh sách này, Việt Nam trở thành nước duy nhất tại Đông Nam Á không có bất kỳ cầu thủ nào U23 sinh năm 2001 trở đi tham dự AFF Cup 2022. Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của đội bóng áo đỏ là Điện Lao dẫn đầu với 14/23 cầu thủ thuộc lứa tuổi U23 góp mặt tại giải. Số lượng các cầu thủ trẻ của các đội bóng khác lần lượt là Philippines 7, Campuchia, Malaysia, Indonesia 5, Brunei, Singapore, Thái Lan 2 và Myanmar 1. Ở đội hình điện thoại Việt Nam, cầu thủ trẻ tuổi nhất là Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000. Theo lý thuyết, trung vệ của Viettel năm nay mới 22 tuổi. Tuy nhiên, AFF Cup 2022 sẽ kéo dài sang tới đầu năm 2023 nên cầu thủ này vẫn được tính là 23 tuổi. Việc lựa chọn bộ khung với nhiều cái tên quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo không khiến nhiều người quá bất ngờ. Chính chiến lược gia Hàn Quốc cũng đã lên tiếng về điều này trước thềm trận giao hữu gặp Điện Philippines diễn ra. Về hai cái tên bị loại, Hải Huy gây nhiều sự tiếc nuối khi anh đã có màn trình diện ấn tượng tại V-League mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Quách Văn Khang đã có một năm thi đấu năng nổ ở các cấp đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ Viettel vẫn cần thêm thời gian và kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường lớn hơn. Trước thềm trận đấu gặp Lào, Việt Nam chỉ còn vắng mặt duy nhất một cầu thủ, đó là Bùi Tiến Dũng. Trung vệ thép hiện vẫn chưa âm tính với Covid-19 và vẫn đang có mặt tại Hà Nội. Tuy nhiên, ở trận ra quân gặp Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn ở vị trí của cầu thủ này. Thái Lan vẫn chưa có bản quyền AFF Cup 2022. Mặc dù Thái Lan đã đá xong trận mở màn AFF Cup 2022 với thắng lợi 5-0 trước Brunei nhưng NHM nước này vẫn chưa được theo dõi giải đấu hợp pháp vì chưa có bản quyền phát sóng. Theo Apportosai, SAT, cơ quan thể thao Thái Lan cho biết đã có đàm phán mua bản quyền 8 trận ở AFF Cup 2022 nếu Thái Lan vào chung kết với giá 20 triệu baht nhưng bị đơn vị phân phối Spotify từ chối. Theo đó, công ty chỉ muốn bán trọn gói 26 trận với giá khởi điểm là 76 triệu baht, 2,0 USD. Việc điện thoại Thái Lan không có sự phục vụ của Chanathip hay Supachok được cho là khiến các nhà đài không mấy mặn mà với việc kinh doanh phát sóng AFF Cup năm nay. Messi có thể tham dự World Cup 2026. Cựu danh thủ Jorge Valdano, người từng ghi bàn trong trận chung kết World Cup 1986 giữa Argentina và Tây Đức, mới đây đã tiết lộ về cuộc nói chuyện riêng với Messi trước World Cup 2022. Tại đây, Leo cho biết anh sẽ tiếp tục tham dự World Cup
2026 nếu điện thoại Argentina vô địch tại Qatar. Khi tôi phỏng vấn Messi trước thềm World Cup, cậu ấy nói rằng bản thân chuẩn bị tham dự kỳ World Cup lần thứ 5 nhưng vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ. Sau đó Messi nói điều đó là không thể, nhưng nếu trở thành nhà vô địch thế giới, chắc chắn cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu cho đến kỳ World Cup tiếp theo. Ronaldo lọt đội hình tệ nhất World Cup 2022. Mới đây trang SofaScore đã công bố đội hình có thống kê tệ nhất World Cup 2022, trong đó có sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 37 tuổi chỉ được chấm 6,46 điểm trung bình sau khi có duy nhất một bàn thắng trên chấm penalty suốt cả giải. Argentina được trực thăng giải cứu giữa biển người hâm mộ. Nhiều cổ động viên Argentina quá khích khiến cuộc diễu hành ăn mừng trước vô địch World Cup bằng xe bus bị hủy bỏ, qua đó buộc phải được giải cứu bằng trực thăng. Ngày 20 tháng 12, các cầu thủ điện thoại Argentina đã trở về nhà và bắt đầu buổi lễ ăn mừng trước vô địch World Cup 2022. Nổi bật trong buổi lễ này là khi nhóm cầu thủ lao lên xe bus và đi diễu hành khắp Buenos Aires với sự hộ tống và hỗ trợ của hàng ngàn cảnh sát. Đích đến cuối cùng của chuyến đi là quảng trường Obelí, một địa điểm biểu tượng của Argentina. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho xe bus này, cảnh sát đã tạo ra một đường đi bằng cách sử dụng hàng rào người, đồng thời dẫn đoàn và trước đoàn, lực lượng cảnh sát cũng túc trực, sẵn sàng để phòng bạo loạn. Tuy nhiên, cảnh sát không ngăn được đám đông quá khích. Khi chiếc xe bus chở điện thoại Argentina đi chui qua một cây cầu, đã có nhiều cổ động viên đứng trên cầu đu mình xuống xe. Đồng thời, một nhóm cổ động viên quá khích khác đã đập vỡ một chiếc xe cảnh sát trong lúc hỗn loạn. Thậm chí, có vật dụng nổ đã được ném vào cảnh sát. Vì thế, chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng cuộc diễu hành bằng xe bus. Thay vào đó, nhóm này lên trực thăng để tiến vào quảng trường Obelí dưới sự chứng kiến của khoảng bát rượu cổ động viên Argentina. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Chiqui Tapia nói: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người, vì lý do an toàn, chúng tôi không thể tiếp tục diễu hành bằng xe bus." Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Gabriela Giunta chia sẻ trên Twitter: "Không thể tiếp tục diễu hành bằng đường bộ, những người hùng của chúng ta sẽ tới Obelí bằng trực thăng." Messi có cử chỉ khó tin với những người hâm mộ đợi anh trước cửa nhà. Đội trưởng của Argentina, Lionel Messi đã tới Funes, nơi rất gần quê nhà Rosario, để nghỉ ngơi cùng gia đình sau chức vô địch World Cup 2022 của Qatar. Sau hành trình ăn mừng chức vô địch World Cup trên đoàn xe khổng lồ bằng đường bộ và đường hàng không, các cầu thủ Argentina đã về nhà cho những ngày nghỉ lễ và nghỉ ngơi. Những người đầu tiên đến tỉnh của mình là Lionel Messi và Angel Di Maria. Họ đi cùng Paulo Dybala trên máy bay riêng từ San Fernando đến sân bay Rosario. Từ đó, họ tiếp tục đi trực thăng về nhà mình. Theo truyền thông địa phương, đội trưởng của Argentina muốn thị trưởng thành phố cho người dân nghỉ làm vào thứ Tư và tổ chức các lễ hội vào thứ Năm. Messi đang cùng gia đình ở Funes, rất gần Rosario, nơi họ có một ngôi nhà trong khu phố riêng. Anh có một cử chỉ rất đặc biệt với những người hâm mộ chờ đợi mình. Hàng trăm người chào đón anh ở khu vực lân cận và mặc dù đã quá mệt mỏi với tất cả những gì trải qua, La Pulga vẫn đến chào từng người một. Để tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát, lực lượng an ninh đã chuẩn bị một đội ngũ bảo vệ với hàng rào ở cổng khu phố ở Funes, nơi Messi và gia đình có một ngôi nhà. Trước đó, có hơn 5 triệu người ở Buenos Aires đã đổ ra đường đón chờ các nhà vô địch thế giới. Chiếc xe buýt mui trần chở toàn đội đã không thể đi hết hành trình và phải trở lại cơ sở ở Eza bằng trực thăng. Tuy nhiên, lượng người quá đông không phải là lý do duy nhất khiến lễ kỷ niệm kết thúc sớm. Lý do khác có thể là những gì đã xảy ra tại Avenida General Paz và Autopista Chiesi, nơi có hai cổ động viên đã nhảy từ trên cầu ở Buenos Aires xuống đoàn xe bên cạnh đội hình Abilete.